Như mọi ngày Dioma viết thư hỏi thăm Elia đang sống và học tập ở thành phố khác. Sau đó cậu yên tâm đi đến cửa tiệm của mình. Tiệm giặt cậu vẫn như mọi ngày chật kín khách hàng làm ăn vô cùng phát đạt. Việc làm đầu tiên khi cậu tới cửa tiệm là chào hỏi tất cả nhân viên trong tiệm. Nhân viên của cậu làm việc vô cùng chăm chỉ và nhiệt huyết. Kala đến gặp Zioma để đề nghị một chuyện. Cô muốn cậu đi làm muộn một chút. Vì cậu đến sớm quá sẽ làm hết việc của nhân viên mất. Làm cho cô chẳng còn việc gì để sai nhân viên mới làm hết. Cô còn muốn cậu giao hết việc cho bộ phận xử lý và làm quen với việc làm body, đi. Nhân viên này tuyệt vời quá 10 điểm. Zioma thấy hợp lý liền đồng ý. Kala tiếp tục nói về chuyện cửa hàng thứ hai thì bị tiếng ồn bên ngoài cắt ngang. Lily chói hai ông anh này lại. Hai ông thần này chạy tới phàn nàn về việc chưa giặt sạch vết bẩn. Hai ông này chỉ bới lung tung quát là đồ của họ giặt chưa sạch. Nhưng khi mang đồ ra thì cái nào cái nấy đều sạch bóng tinh tương. Trước đó hai tên kia đã bàn nhau bôi mấy vết bẩn chắc chắn không thể làm sạch lên để tính làm mất uy tín tiệm của Dioma. Mọi người xung quanh cười ồ lên nói đúng là ngu quá. Hai người không chấp nhận bản thân ngu nên định hành hung những người xung quanh. Rất may Lily li đã cản và trói chúng lại rồi đưa đến đội canh gác. Qua chuyện này Dioma bắt đầu suy nghĩ lại cách phòng trộm của tiệm. Cậu nhìn vào cửa sổ và nảy ra một ý tưởng mới. Dioma đến đường hầm bỏ hoang lấy chất nhầy của Sơ Lam rồi dùng ma thuật để tách bỏ hàm lượng nước. Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế cậu đã tạo ra tấm kính hoàn hảo. Dù cho có dùng ma thuật để cường hóa cũng không thể đập bể tấm kính được. Dioma nhờ hội sờ lam của mình tiếp tục tăng ra sản xuất. Đến đêm thì cậu đã có đủ số tấm kính mình cần rồi. Đang chuẩn bị đi ngủ thì cậu chú ý đến một con sờ lam mới. Sau khi giám định thì cậu phát hiện ra đây là con sờ lam thuốc. Vài ngày trước cậu lỡ tay làm đổ bình thuốc giải độc. Dioma phải chạy đi lấy khăn nhưng quay lại thì đống thuốc đó đã được dọn sạch hết rồi tưởng là sờ lam sạch sẽ đã dọn giúp cậu, nhưng không thì ra là con sờ lam độc đã hút hết thuốc giải để thành sờ lam thuốc thế này đây. Cậu bảo nó sản xuất thuốc thử xem, con sờ lam rất nhanh tạo ra được rất nhiều loại thuốc, từ thuốc trị thương đến cầm máu, ngay cả chất độc nó cũng sản xuất được. Hơn nữa nó còn tạo ra được cả kháng sinh, đây là chất lỏng có tác dụng kháng khuẩn mạnh tiêu diệt được cả vi khuẩn và virus. Quá tuyệt vời rồi, cậu đã có thể sống tự lập mà không để cho gia đình nhà Jamie lo lắng cho mình nữa. Ngày mai Gio Ma sẽ đi chào hỏi các vị thần qua tinh cầu một người đàn ông đang theo dõi cậu. Cậu bé này quá thú vị rồi nha. Hôm sau Gio Ma đã đến giáo hội và đi gặp thần. Bên cạnh cậu xuất hiện một người đàn ông cao to lực lưỡng và ông chính là thần kỹ thuật Tekun. Ông ấy có thể đọc suy nghĩ của cậu nên mong cậu nói chuyện thoải mái với mình không cần câu nệ. Ma ngồi xuống và giới thiệu tên của mình. Cậu chú ý đến những bức tượng trên bàn. Bất ngờ nó giống hệt như những bức tượng cậu làm tê kun sau khi thấy zio ma làm những bức tượng thì đã tự mình sao chép kỹ thuật và làm ra được những bức tượng giống y chang. chuyển chủ đề ông hỏi cậu là người trái đất sao đúng vậy cậu trước đây là một nhân viên it làm việc trong công ty vô cùng độc ác trong lúc ngủ zio ma lỡ hắt xì hơi một cái và cái kết đang xuất mất tiêu nhưng may mắn gặp được các vị thần họ đã cho cậu đầu thai đến thế giới mới thì ra là vậy nên zio ma mới thú vị đến thế những kỹ thuật mới của cậu khiến cho thần kỹ thuật cảm thấy rất thích thú rioma không chỉ làm đồ thủ công mà còn làm nhiều nghề khác nữa làm nghề nào cậu cũng rất sòng phẳng có bao nhiêu làm bấy nhiêu tuyệt đối không cắt xén của khách ai trà giờ trên thế giới có được mấy người thế này đâu hôm nay có mỗi mình cun ở đây vì các vị thần khác đã đi trốn việc mất rồi họ đã đi đến nơi ở của loài người để xây dựng nhà thần kỹ thuật thì không có nhà vì nơi nào cũng có kỹ thuật và thủ công nên chỉ cần ông thích thì có thể thăm thú bất kỳ đâu nơi của thần cũng có liên kết với thế giới mà rioma sống nếu cậu muốn biết thêm chi tiết thì có thể gặp Phinobelia, cậu ấy là thần ma thuật. Vừa học giỏi lại hiểu biết sâu nên thần ma thuật có thể giải thích ngọn ngành mọi chuyện. Thời gian trò chuyện kết thúc Gio mà trở về cửa tiệm và mang đến cho họ tấm kính chống trộm. Lily thấy tấm kính liền sung phong đi thử độ bền của nó. Cô đấm liên tục vào tấm kính mà nó không hề xây sát chút nào. Tiếp theo cô dùng ma thuật cường hóa nhưng tấm kính vẫn không sao cả. Đúng là một sản phẩm tuyệt vời nhưng tấm kính này gặp một vấn đề là nếu có hỏa hoạn hay chuyện gì bất chắc xảy ra thì mọi người không thể dễ dàng đập vỡ cửa kính để thoát ra ngoài nhưng mà trước tiên vẫn cần thay cửa kính để chống kẻ trộm đột nhập cái đã dioma đang định đi thay thì được mọi người nhắc nhở mình có hẹn với xe ngay bây giờ nên cậu đã nhanh chóng đi gặp xe dioma nói mình muốn mua một số lượng lớn bình thuốc xe gợi ý hãy đến công đoàn thương mại để đăng ký làm dược sĩ từ đó mua được bình thuốc với giá rẻ hơn Cậu đến nơi và mang ra sản phẩm của mình để chủ công đoàn giám định. Bà thấy tay nghề của Gio Ma rất tốt nên ngỏ ý muốn mua hết thuốc. Tiện đây bà cũng khuyên cậu nên mở thêm tiệm giặt thứ hai để nâng cao thu nhập. Nhưng Gio Ma thấy bây giờ là quá sớm để làm vậy. Chim limo đến đưa thư của Elia cho cậu. Nội dung đó là cô ấy vừa mới kết thúc một chuyến đi dài, nghe tin Gio Ma đang rất cố gắng làm việc khiến cô bé nghĩ mình cũng phải cố gắng theo. Đọc những dòng thư này làm cậu phấn chấn hẳn lên rất nhanh đã quyết tâm mở thêm một cửa tiệm thứ hai nữa. Zioma đang cùng mọi người tập luyện chống trộm, tại sao họ phải luyện tập Á, phải quay lại mấy ngày trước. Ti lo đến thị sát tiệm giặt của cậu, ông là bộ trưởng của công đoàn thuần thú sư, kết quả thị sát vô cùng tốt. Mấy con sờ lam của cậu hoạt động rất hoàn hảo, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng tranh cãi bên trong tiệm. Người đàn ông này đang khiếu nại về việc quần áo ông ta sau khi giặt ở tiệm thì bị rách tan nát. Zioma kiểm tra chiếc áo đó, đây là vết dao cắt sau đó là xé mạnh ra mà có. Tên này lại dùng kế bẩn để hạ bệ tiệm cậu rồi. Cậu gọi hai con sờ lam sạch ra và mượn áo bẩn của mọi người để giặt. Dưới con mắt chứng kiến của khách hàng, mấy con sờ lam không hề làm tổn hại đến áo của họ. Vậy là những vết rách kia không phải do tiệm của cậu gây ra. Cậu sẽ giao hắn cho đội cảnh vệ làm hắn tức điên lên đấm cậu nhưng Gioma đã khóa tay hạ đo ván hắn. Sau đó đội cảnh vệ đã đưa hắn đi. Kala thấy mọi chuyện rất kỳ lạ. Đây đã là lần thứ hai có người tới tiệm gây sự rồi, mà tiệm của họ là tiệm giặt là duy nhất trong vùng. Không hề có đối thủ cạnh tranh vậy mà lại có người đến hạ bệ uy tín là sao? Kala sẽ nhờ Kame điều tra chuyện này. Zioma đang đi trên đường thì gặp Asaji. Cậu chú ý đến cây kiếm của anh và muốn có một cây kiếm mới. Nghĩ thế cậu trở về căn hầm để rèn kiếm. Tuy là nguyên liệu thì có đủ. Cậu cũng có kiến thức rèn kiếm nhưng không có kỹ thuật nên không thể tạo ra nó được. Zioma sực nhớ ra mình còn có cây giáo múa múa vài đường thấy cũng ổn áp phết ở kiếp trước bố cậu là thợ rèn nên được thử dạy cách rèn kiếm nhưng do thấy cậu không có thiên phú nên ông dồn hết tâm huyết để dạy võ cho cậu dụng cụ nào cậu cũng chơi qua kể cả giáo ngọn giáo này không chỉ để đánh mo mà nó còn dùng được cả ma thuật nữa nhưng với cái cấp độ này thì thả tự dùng ma thuật còn hơn hôm sau cuộc điều tra đã có kết quả ông lo bị phe phái khác căm ghét nên đã tấn công vào niềm tự hào của ông chính là Dioma. Nếu họ đã muốn lan truyền tin đồn xấu về tiệm và Gio Ma thì cậu sẽ dùng limo đưa sự thật đến với buôn làng. Loài chim này là hàng hiếm. Rất ít người có thể lập giao ước với nó nên tên tuổi của chủ tiệm sẽ lên một tầm cao mới. Cửa tiệm của cậu chào đón ba nhà nghiên cứu sờ lam, họ lần lượt là Cao Kinh. Tony và Lo Belia, tương lai họ sẽ là chủ tiệm này. Họ coi đây chính là thiên đường, chỗ làm cũ của họ là nơi lưu đầy những nhân viên bị cấp trên ghen ghét. Họ rất hay bị trừ lương vì những chuyện vặt vãnh, nếu ngon ngoai cái thôi là bị đuổi việc ngay. Biết thế éo đi làm, việc nghiên cứu thường không có kết quả, sờ lam có quá nhiều chủng loại mà lại rất ít thông tin về chúng. Cơ bản là chúng tiến hóa thành nhiều dạng và nhiều bậc khác nhau nên không thể làm thí nghiệm được, chính vì vậy mà họ bị sa thải, Gio ma hỏi họ cho sờ lam ăn gì. Tony trả lời là đồ ăn thừa, thôi xong rồi sờ lam ăn cái gì là tiến hóa thành cái đấy, mấy người này cho nó ăn linh tinh bảo sao chẳng nghiên cứu được là đúng rồi. Mấy ông bà nghe xong mừng phát khóc, họ muốn cậu dạy thêm kiến thức về sờ lam và cả cách lập khế ước với nó nữa được rồi cậu đây sẽ chỉ tất đêm khuya Gio Ma đang trên đường về nhà thì cậu phát hiện có người đang theo dõi mình dioma phải dịch chuyển lên cao và dùng limo đi báo tin cho đội cảnh vệ một tên phát hiện ra cậu nhưng chưa kịp ú ớ đã bị cậu phóng tiêu ra làm bọn chúng đồng loạt ngã xuống Gio Ma bất ngờ bị đánh lén từ trên cao may mà cậu đã phòng sẵn con limo để tiêu diệt con chim sám đó tất cả bọn chúng đều bị bắt và điều tra công đoàn sắp xếp một người bảo vệ mới cho cửa hàng, cũng như để cậu diệt sạch bọn tấn công vào ban đêm, sau đó trị thương cho họ và đòi phí cao, cửa tiệm của cậu lại tập huấn chống trộm lần hai. Mọi người đều thực hiện rất tốt, họ đón thêm một thành viên mới là Đô Xe, anh chàng này là người ngoài lạnh trong nóng. Tuy vậy cũng không mất nhiều thời gian Đô Xe đã hòa nhập rất tốt với mọi người trong tiệm, Kala đưa cho Zioma báo cáo thu chi, doanh thu đang tăng trưởng rất thuận lợi. Hơn nữa, những người mới trong tiệm cũng bắt nhịp rất tốt với công việc, đã đến lúc cậu thành lập chi nhánh hai rồi. Hôm sau Zioma nhanh chóng lên đường tiến đến thị trấn mới. Zioma lại gửi thư cho Elia, thông báo cậu đã đến thị trấn mới tên là Lena để mở chi nhánh giặt là thứ hai. Thị trấn đó đang ở trước mặt cậu rồi, việc đầu tiên cậu phải làm là tìm Piozo người sẽ giúp đỡ cậu khi ở đây. Cậu gặp một cô bé tên Mia Bi là con gái của Piozo. Các bạn tránh ra tôi có ba bích, Piozo xuất hiện ông chú này đã biết về Zioma, cậu chỉ mới 11 tuổi đã có thể mở tiệm giặt là thứ hai khiến cho Miyabi vô cùng bất ngờ. Giờ cậu sẽ phải đến công đoàn làm những thủ tục dườm già để mở tiệm, công đoàn thương mại hoành tráng từ ngoài vào trong. Công trình này do tổ tiên của Piozo gây dựng lên, họ xây dựng một hệ thống sản xuất và vận chuyển cực kỳ thông minh. Đầu tiên công đoàn nhà thám hiểm phụ trách thu thập tư liệu sống, sau đó công đoàn thợ thủ công sẽ gia công, tiếp đến là công đoàn thương mại sẽ phụ trách buôn bán và công đoàn long kỵ binh phụ trách vận chuyển nơi mấy con rồng này đáp xuống chính là phi trường, cái tên sặc mùi trái đất thế này. Chả trách sao tổ tiên ông chú lại thông minh thế, hai người đến xem cửa tiệm của Zioma, nơi này đối diện với cửa hàng của Piozo. Nơi đây có tổng cộng 3 tầng, đặc biệt còn có chỗ ở cho nhân viên, chỉ cần chuyển vào là cửa tiệm sẽ hoạt động được ngay. Cậu để đờ dai đi báo tin cho mọi người ở Kim Me, còn tối nay cậu sẽ ở nhà của Piozo, mấy ngày nay Zioma chẳng có chỗ ăn ngủ tử tế đồ ăn cho nhà thám hiểm thì giờ ạch thành ra cậu trả được cái gì bỏ bụng cả xúc miso cá nướng và cơm đây chẳng phải những món ăn ở trái đất sao quá tuyệt rồi cậu thưởng thức từng món một trời ơi đúng là quê hương là trùng khế ngọt mà rio ma lộ ra bộ mặt đầy tưởng niệm làm miabi tưởng cậu là người trái đất cũng may cậu khá đáng yêu và trẻ con nên cô bé buông lỏng cảnh giác như bao cô gái miabi cũng phải đi vương đô để học tập nhân tiện xây dựng mối quan hệ cô thấy phiền muốn chết nhưng vì cơ nghiệp của gia đình nên cô phải đi Ngày mai Jioma muốn đến hội thám hiểm để kiếm cơm, hiện tại cậu đang ở cấp E nên chỉ có thể nhận nhiệm vụ ở cấp đó. Nhiệm vụ cấp thấp ở Lena rất ít, nếu nhiều thì chỉ có nhiệm vụ cấp D trở lên thôi, vì quanh thị trấn có rất nhiều quái vật mạnh và chúng cũng gây cản trở đến buôn bán nên khó có thể làm nhiệm vụ đơn giản được. Mà kẻ thường xuyên ở trong rừng rình dập tấn công người dân chính là con heo rừng húc, tên con này nghe lạ lạ mà cũng quen quen. Trước khi chuyển kiếp cậu đã nghe về con heo này ở chỗ các vị thần Họ hy vọng cậu thừa kế những di vật mà họ giấu tại quê nhà, đó là biển cây si rút. Đây là vùng đất vô cùng nguy hiểm vì có nhiều con quái vật chọn làm nhà. Họ muốn cậu đánh nhau với những con quái vật ở đó, một trong số đó là heo rừng húc. Nghĩ đến đây cậu liền muốn đi tiêu diệt chúng. Piozo vô cùng vui mừng vì có người kề vai sát cánh rồi, cháu với chú chiến thôi. Nhưng Miabi lại vô cùng tức giận, cậu bé còn nhỏ như thế đi đánh quái làm sao được. Thân tuy nhỏ nhưng tâm lại lớn nha, suy nghĩ của ông chú U40 rồi chứ trẻ đâu, Piozo đến thăm quán của Zioma. Ông vô cùng bất ngờ vì cậu có thể dạy lũ sờ lam làm việc. Zioma đang đến hội thám hiểm để tìm việc, cậu nhận được việc đó là hái thảo dược. Hội bạn sờ lam của cậu bao việc hết nhé. Đúng lúc này thư của Elia gửi đến, cô đã kể chuyện cậu mở tiệm thứ hai cho gia đình mình rồi. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, cô mong cậu một ngày nào đó có thể mở tiệm ở Kinh Đô. Để cô nhanh chóng gặp lại người tình trong mộng, bọn trẻ bây giờ yêu đương nhanh quá, Dioma vừa đọc xong bức thư thì nghe thấy tiếng gầm gừ của heo rừng. Heo rừng đang đuổi theo hai nhà mạo hiểm giả. Dioma lấy cung tên ra bắn nhưng tên bị nảy ra hết. Ra con heo này dày như mặt mấy thằng trồng cây si cờ rút, bắn mãi mà không xuyên qua được. đã thế anh đây đánh nhau trực diện với chú mày, một đấm xong tiếp một đá. chú heo con bị đánh bay người tức điên lên, phi như con bò mộng lao về phía cậu. Dioma cường hóa nắm đấm hóa thân thành oan pun man một hít hạ gục em lợn nâu hai mạo hiểm giả cảm ơn cậu đã cứu mình, nhờ cậu mà họ chỉ sức sát nhẹ. Nhưng người bạn của họ lại không may mắn như thế, cô ấy đã bị thương khá nặng. Zioma lại tiếp tục ra tay cứu người, dù chị gái tóc ngắn xinh xẻo này có bị gãy mấy cái xương sườn, thì cũng chỉ bằng một cái hẩy tay chị đã có thể ngồi dậy. Cậu muốn họ đưa con heo rừng này về hội thám hiểm và làm chứng, cậu chỉ vô tình gặp và giết nó thôi nếu không cậu sẽ bị phạt. Điều này làm cả hội ngớ người, thì ra cậu cũng giống họ là mạo hiểm giả cấp E và đang thực hiện nhiệm vụ hái thảo dược. Cậu một hít ăn ngay thế ai mà nghĩ được cậu cũng là hạng phọt phẹt như đội này. Họ cùng nhau mang con lợn về khiến Piozo vô cùng kinh hãi. Miabi vừa bước vào quán thấy cảnh này liền lên tiếng trách móc Gioma, trước đó cô đã dặn cậu có gặp thì phải chạy đi để giữ cái mạng. Giờ tự nhiên lòi ra con lợn này là sao đây? Người của hội thám hiểm đã đến, họ nhận được tin báo có người mang heo rừng đến đây, nên anh phải đến điều tra một chuyến theo nguyên tắc của cái hội này thì mấy thằng gà không được phép thực hiện nhiệm vụ cấp cao nếu thực hiện sẽ bị phạt cũng may dioma thông minh đã dặn trước ba người kia nên cậu thoát được vụ này hơn nữa tiền thưởng do thảo phạt lợn con thành công cũng vào túi piozo đã mua về con lợn của cậu khi nhân viên của ông chú cắt thịt thì phát hiện thịt của heo rừng không chảy một chút máu nào cả chẳng lẽ sống ở núi rừng tây bắc lâu quá nên bị mũi vằn hút hết rồi chăng dioma đã sử dụng sờ lam máu để hút máu con lợn này làm thế thịt con lợn sẽ có chất lượng cực kỳ tốt nên giá thành bán ra sẽ rất cao piozo cực kỳ muốn có cực phẩm sờ lam máu này nhưng mà cậu có mỗi một con thôi thì ai cho hôm sau piozo nhờ Gio Ma trổ tài vào bếp nấu cho hai bố con nhà này ăn chợt việc gì cũng đến tay tôi sau một thời gian nấu nướng cậu trình làng ra món thịt heo rừng nướng gừng món ăn này thơm nước mũi lại có độ mặn nhạt vừa phải kết hợp cùng miso giúp điều tiết hương vị hứa hẹn hai món này sẽ oanh tạc các bảng xếp hạng đồ ăn ngon của dị giới thương nhân piozo lập tức đưa món ăn này đến với các thực khách ai cũng phải tranh nhau sức đầu mẻ chán mới được thưởng thức món ngon hảo hạng này cửa tiệm phần nào đã được hoàn thành cala mang đến cho zioma những nhân viên mới họ đã thực tập ở cửa tiệm chính của cậu nên rất thạo việc hứa hẹn sẽ mang đến doanh thu cao ngất ngưởng cho chi nhánh này họ cùng nhau chuẩn bị cho ngày khai trương cửa hàng cuối cùng ngày đó cũng đến cửa tiệm mở cửa đón những khách hàng đầu tiên zioma đã có khởi đầu rất thuận lợi ở thành phố mới cậu giao lại công việc cho mọi người và quay trở về Kim Mê. Việc đầu tiên là đến nhà xe giờ để tặng ông bộ gia vị quý hiếm 100% sinh ra từ làng. May là cậu đến sớm chứ sang ngày mai ông đi du lịch ở hội trợ đạo cụ ma thuật rồi. Ở đó có rất nhiều món đồ thú vị. Chiếc xe này chạy bằng ma lực mà không phải dùng pin con thỏ là ví dụ. Tiếp theo là bánh răng ma thuật ngoài xoay tròn ra thì không được cái nước gì sất. Ông xe giờ tính đến đó để săn chiếc xe dùng năng lượng ma thuật. Trông ông thích thú không khác gì đứa trẻ sắp nhận được đồ chơi vậy. Zioma vừa về đến tiệm đã nhận được tin bọn sờ lam sạch hư hỏng ăn mất than. Than có tác dụng làm sạch không khí và hút ẩm. Bọn chúng ăn của ngon vật lạ vào cái là chê vết bẩn ngay không thèm đếm xỉa đến chúng. Kame tưởng mình sẽ bị trách mắng nhưng Zioma lại cảm ơn cô. Vì điều đó giúp con sờ lam này tiến hóa thành dạng mới, Zioma muốn trở về quê nhà của mình đó là rừng cây si rút. Kame nghe xong sốc tận óc, bảo sao cậu chủ lại giỏi như thế, đó là vùng đất nguy hiểm nhất thế giới tỷ lệ sống sót chỉ là một phần trăm vậy mà chàng trai trẻ này có thể ra vào như không quả thật là kỳ tích ngàn năm có một Zioma về nhà là lại nhận được thư của người tình bé nhỏ cô hỏi thăm tình hình con sờ lam mới tiến hóa của cậu và đòi cậu kể chuyện cậu đi hội trợ cho cô biết tôi đang phải bận trăm công nghìn việc đây thời gian đâu mà rong chơi hả lô ơi Zioma đi đến công đoàn thám hiểm để lại cửa tiệm cho Kame chăm sóc đến nơi cậu liền muốn bàn công chuyện với Melini bỗng nhiên tiếng ồn ào ở quầy thu hút sự chú ý của hai người Paina quá xinh đẹp làm mấy ông trai trẻ ra sức tán tỉnh. Melini đến giải cứu cô và muốn giao chuyện thương lượng của Gioma cho cô. Ba người lên lầu 2 tiếp tục công chuyện. Cậu muốn thăng hạng từ cấp E lên C để nhận nhiệm vụ thảo phạt những con quái vật cấp cao. Trước tiên cậu muốn có thông tin của mấy con quái xà lơ đó và rừng cây si rút. Melini định cản Gioma đi đến rừng cây nọ. Nhưng khi nghe ông bà cậu để lại di vật thì cô cũng chẳng thèm xí mũi nữa. Cô nhanh chóng để Pina soạn hợp đồng và chuẩn bị cho Gioma giấy chứng nhận. Baina nhanh nhẹn đi tìm ngay công việc cho cậu. Việc làm đầu tiên của Gio Ma là vận chuyển hàng hóa đến Kelebun. Đây cũng là nơi tổ chức hội trợ đạo cụ ma thuật. Dù bị dí deadline đến tụt cả quần nhưng cậu vẫn cứ đến chuẩn giờ. Khách hàng thấy vậy thì rất hài lòng nên đã mời ở lại thưởng trà. Gio ma rất bất ngờ với hương vị của trà. Trà này có hương vị giống như cà phê, là trà được lấy từ bồ công anh nên mới có vị cà phê như thế. Gio ma uống xong định rời đi thì xe giờ đến. Ông là bạn của chủ xưởng ma cụ này. Dino Me dẫn hai người vào trong để tham quan xưởng, ở đó có rất nhiều xe ma thuật đời mới nhất. Maybach hay John roi thậm chí Phantom đều có cả, ngay cả xe ngựa truyền thuyết trong chuyện cô nàng lọ lem cũng có luôn. Xe ngựa bị hỏng và hàng xóm đã nhờ ông sửa lại nó. Ông hiếm khi nhận công việc nằm ngoài đạo cụ ma thuật nhưng đây là ngoại lệ. Vì ông đang cần tiền để cho cháu trai ông ăn học trường quốc tế xịn sò, cháu ông năm nay mới 4 tuổi mà đã làm được cái bánh răng này nên ông dù phải bán thận cũng phải giúp thằng cháu mình vươn đến năm châu bốn bể dioma được dinome tặng cho cái bánh răng đó cậu mang nó về nhào nặn một lúc biến nó trở thành hộp âm nhạc nó có thể tự động phát nhạc một cách tự động xe giờ chưa bao giờ nhìn thấy thứ này nên khá hứng thú với nó ông gợi ý cậu nên trang trí cho nó một chút là có thể bán cho mấy tay chơi quý tộc được rồi dioma giờ đã lắm việc rồi còn thêm cả buôn bán hộp âm nhạc nữa cậu sợ mình không kham nổi xe giờ nhớ đến dinome ông ấy đang cần tiền đóng học phí cho cháu chắc ông sẽ không bỏ qua thương vụ bạc tỷ này đâu cậu có thể hợp tác cùng ông ấy để bày bán mặt hàng này gioma và xe giờ cùng nhau đi đến hội trợ ma thuật ở đây có rất nhiều món độc lạ bình dương họ dừng lại ở quán của ông dinome cháu trai của ông rất quý gioma nên ông nhờ cậu trông thằng bé cùng mình để hai ông già cùng nhau chém gió phần phật cậu bé fedele này đặc biệt thích ra ngoài chơi nhưng ngoài đường nhiều ông ba bị nên hở ra cái là bị bắt mang bán sang Trung Quốc ngay nên cậu chỉ có thể chơi trong nhà. Gio Ma lấy con quay ra chơi với cậu, Lê lần đầu tiên chơi nên còn chưa thành thạo lắm. Nhưng bậc thầy sao chép Dino chỉ cần nhìn qua là đã học được ngay hơn nữa còn đá bay con quay của hai người ra ngoài. Thương vụ hoàn tất xác Dino ký vào bản hợp đồng 5.000 đô cho 25% cổ phần công ty trách nhiệm một mình tao của Gio Ma. Cậu ra về để lại con quay cùng lời cảm ơn vô cùng sâu sắc gửi đến mọi người. Khi trở về nhà, con sờ lam ăn than của cậu đã tiến hóa thành sờ lam khử mùi. Cậu nghiên cứu cả đêm để trình làng sản phẩm túi khử mùi hôi, chỉ cần kẹp vào nách là nách bạn sẽ thơm tho khiến cho bất kỳ cô nàng nào cũng say mê bên bạn. Đêm tiếp theo, Zio Ma thức cả đêm để làm than cho con sờ lam ăn. Cậu chú ý tới sờ lam kim loại đang chơi đùa cùng nhau, trong đầu cậu bắt đầu nảy số. Cậu túm một con lại và bảo nó biến thành kiếm. Ấy vậy mà nó làm được thật giờ đây cậu đã có vũ khí để chặt thịt mấy con quái ở biển rừng si rút sáng hôm sau mia đến tìm gioma phát minh mới của cậu khiến cô chết mê chết mệt phải đi gặp cậu để lấy túi mới hôm qua cô cho túi khử mùi vào thùng rác khiến căn phòng cô thơm tho nhưng sáng nay lại đâu vào đấy vơ lề nó hút quá nhiều mùi hôi nên hết phép rồi có thầy Potter cũng không cứu được cậu liền đưa cho cô mẫu phát minh mới đám trẻ này làm rơi rác ra ngoài gioma đến giúp họ tiện nhờ họ thử nghiệm túi khử mùi mới của mình để cảm ơn cậu Bách và những người bạn đưa cậu đến giáo hội quét dọn để lấy ít bánh. Đang làm việc thì cậu bị gọi hồn. Thần Finobelia xuất hiện hỏi Zio ma hàng vạn câu hỏi nhưng không cho cậu trả lời lấy câu nào, cũng giống ông thần kỹ thuật. Ông thần tri thức này cũng có thể đọc suy nghĩ của cậu. Ông mong Zio ma trong tương lai sẽ không bị hắc hóa giống những người trái đất từng đến đây. Hoàn thành công việc họ được thưởng chút bánh và một buổi huấn luyện đặc biệt với ựa gần. Vừa thấy cậu ông rất mừng rỡ, ông nhờ cậu huấn luyện bọn trẻ cùng mình. Quyết rất mạnh mẽ nhưng đường kiếm còn hơn non, Bách thì chỉ được cái bay nhảy lung tung chứ lúc đánh thì chật lất. Mấy đứa trẻ còn lại thì đấu với đội sơ lam, đến lượt Gio Ma cậu đã kiếm phát nào ra phát nấy. Làm bọn trẻ hốt cả hền nhìn cậu với con mắt ngưỡng mộ. Buổi huấn luyện thành công mỹ mãn, ựa gần thấy cậu rất có tiềm năng về kiếm học nên muốn mời cậu về công đoàn để dạy. Nhưng với nhiều trách nhiệm đè nặng lên vai, Gio Ma đây kiên quyết từ chối. Hôm nay cậu có thể giúp đỡ ông ựa gần dạy học là cậu thấy rất vui rồi, thư của Elia lại đến. Cô bé đang học làm bánh ngọt để làm quà cho các bạn mới ở Vương Đô. Cô muốn một ngày nào đó cậu sẽ thưởng thức được món bánh do chính tay mình làm. Ngày mới đến Elia đã chuyển nhà và sống tự lập. Dioma muốn tặng quà mừng tân gia cho cô nhưng không biết nên tặng gì cả. Hồi trước chị Kala có nói với cậu có thể tặng quần áo để chúc cuộc sống mới suôn sẻ. Nhưng quần áo của cậu còn lỗi mốt chứ đừng có nói là mua mẫu hot để tặng cho người khác. Sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định chế tạo xà bông tặng cho cô bé với đủ lại kiểu dáng và mùi hương khác nhau tha hồ cho Elia chọn lựa, sắp tới thị trấn sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập. Sẽ có diễn viên lưu động đến đây tổ chức biểu diễn, ngoài ra mọi người sẽ bày sạp hàng để bán cuối buổi chỉ cần thu dọn sạch sẽ là được. Kame thông báo cửa tiệm thứ hai gặp chuyện, đám sờ lam sạch bắt đầu phân tách với số lượng lớn nên không thể lập khế ước hết với đám đó được. Gioma nhanh chóng lên đường đến Lena, vào bên trong cậu bất ngờ khi bây giờ số lượng con đã lên đến 75. Cậu lập tức lập khế ước với chúng, Bọn nhõi sờ lam này ăn no ngủ kỹ nên tạo ra lượng lớn chất khử mùi bán không hết. Nên Cao Kim đã hạn chế chúng sản sinh chất khử mùi. Ngày không làm việc bọn chúng dành hết sức lực cho đêm khuya nên mới sinh ra con đàn cháu đống thế này đây. Cao Kim đành thay đổi chiến thuật không hạn chế bọn chúng sản sinh chất khử mùi nữa nên mới khống chế được số lượng của chúng. Đúng là nhân viên đáng đồng tiền bát gạo. Sau đó họ cùng nhau thảo luận về hệ sinh thái sờ lam đến đêm khuya trước khi trở về Zio Ma qua chào hỏi Piozo. Ôi cái gì thúi hoắc thế, ra đây là món cá khô mấy cậu nhân viên của Piozo đưa về. Hôi thế này thì ai mà ăn nổi, cậu bèn lấy sờ lam khử mùi ra hít hết đống mùi đó trả lại môi trường trong lành cho thị trấn Lena. Cậu cũng tặng cho ông chú một túi khử mùi để ông chú dùng khi cần. Zioma định chào hỏi Mibia nhưng cô đã rời khỏi thị trấn đến vương đô nên cậu không thể gặp mặt. Piozo tặng cho cậu một thùng cá khô để cậu chiến đấu với quái vật. Chỉ cần mở nắp thùng ra e rằng mấy con quái vật đã sợ chết khiếp không đánh vẫn thắng. Vừa mang thùng quà này về thì thùng quà khác đã đến Chả là người nhà Fina gửi quà hối lộ cho Dioma Mong cậu có thể đối tốt với cô ấy Quà gồm có lúa mì và xe me sa Lúa mì thì ai ai cũng biết là gì rồi còn xe me sa giống như hạt mè ở trái đất chúng ta đó Đây sẽ là hương liệu cực kỳ chất lượng để tăng mùi vị cho món ăn Dioma muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình cô và mong lần sau họ không làm vậy nữa Bởi vì cậu sẽ không vì chút quà này mà thay lòng đổi dạ với nhân viên đâu Xe giờ đến cho cậu xem mẫu hộp nhạc mới nhất sẽ được bày bán ở ngày kỷ niệm thành lập thị trấn. Bản nhạc trong đó chính là bản hit đang hot hòn họt của nhóm xem roi. Nhóm nhạc với nhiều thành viên ưu tú dự kiến sẽ trình diễn tại bãi đất trống bên cạnh cửa hàng cậu. Ông xe giờ muốn nhờ cậu cho họ mượn một phòng để nghỉ. Cậu đồng ý, đột nhiên có tiếng la thất thanh ở dưới bếp vang lên. Thì ra là cô Che Ma đang chết sặc với thùng cá mới đem về. Họ cùng nhau chế biến và tạo ra món cá mới có mùi hương thơm phức chẳng ai phát hiện nó được nấu từ mấy con cá mùi khắm khăm khẳm. dioma đã dùng sờ lam để khử mùi trước sau đó họ nướng lên nhưng cái mùi khắm ấy vẫn quẩn quanh bên mũi nên cậu bèn dùng dầu ép từ xe me để chiên lên và thành quả là đây mọi người rất nhanh đã ăn bằng sạch món đó kame muốn bày sạp hàng bán món cá xe me cô đảm bảo mọi người sẽ thích mê nó hơn nữa nhân viên của tiệm đến từ tứ phương nên sẽ có thể tạo ra nhiều món ăn độc lạ khác mọi người đồng loạt hưởng ứng việc bày sạp tham gia lễ kỷ niệm đối với họ chỉ cần giúp người khác vui vẻ là họ đã rất hạnh phúc rồi. Những món ăn đầu tiên được bày biện ra bàn trông món nào cũng ngon mắt. Kame nảy ra ý nghĩ để ngày mai nhóm nhạc xem roi đến thử, họ thấy món nào ngon thì bày bán món đấy, Gio ma đồng ý. Còn một chuyện nữa đó là nhân lực của họ không đủ, cần phải có thêm nhân viên thời vụ. Gio ma nghĩ đào đâu ra người giờ, bỗng nhiên ông xe giờ đưa trưởng nhóm gánh hát xem roi đến, anh ta là Pờ xe. Vừa mới gặp anh ta liền gọi cậu là Bậc Hiền Nhân, rồi cảm ơn dối rít vì nhờ phát minh của cậu mà đưa âm nhạc của anh đến với mọi người hơn nữa cậu còn cho nhóm anh ta chỗ nghỉ giờ anh ta được thả lỏng rồi trên đường đi của anh ta có rất nhiều kiến ma đường hầm chúng đào đất rồi xây những tổ kiến to trà bá dưới mặt đất chiếc xe ngựa nào đen đủi đi qua là dính trưởng khỏi phải đi tiếp may cụ các anh gánh còng lưng nên mới qua khỏi kiếp nạn này hôm sau Zio ma đến công đoàn thám hiểm tìm nhiệm vụ tiêu diệt mấy con kiến ma cậu nhận nhiệm vụ tìm tổ của chúng và lên đường dioma sử dụng cảm nhận cộng hưởng cùng mấy con limo để tìm tổ kiến sau một hồi thám thính cậu tìm ra chỗ đó và gặp lại người quen hội khỉ bích đang thực hiện nhiệm vụ đánh dẹp kiến họ cần vỏ của con kiến để chế tạo khiên và giáp nhưng từ sáng đến giờ họ có tìm mút mùa cũng không thấy con kiến nào dioma đề nghị giúp họ tìm kiếm con mồi cậu lấy ra đội sờ lam kim loại và chỉ huy chúng tiến lên phía trước loại này rất nhạy với nguy hiểm chỉ mấy giây chúng nó đã tìm ra con kiến từ dưới đất bò lên Zioma cho nó một đường chém ngọt như cam vắt là nó xuống địa phủ gặp họ hàng luôn. Đội khỉ bách tiến lên chiến đấu dưới sự trợ giúp của Zioma họ nhanh chóng hạ gục lũ kiến đó và mang về vô số vỏ kiến. Một thùng hàng cũng không thể chất hết, Zioma đưa hội khỉ bách về nhà, cậu đã nhờ họ giúp đỡ mình bày biện sạp hàng. Người do chủ mình giới thiệu lại quen với đô xe, Kame không thể từ chối sự giúp đỡ. Hội ai hữu được bắt đầu, Zioma phát biểu khai mạc buổi tiệc, tiếp đó mọi người ăn uống rất vui vẻ đây là mai ia nhìn tướng ăn uống như hổ vột thì biết chị là sư tử hà đông rồi cô ấy là vũ công múa kiếm nếu có cuộc ẩu đả xảy ra cô ấy có thể chấn áp tội phạm dẹp yên phản loạn nhóm khỉ bích đang thưởng thức món bánh xe mesa đột nhiên quyết hỏi dioma sao cậu có thể mạnh đến vậy chứ cậu không sợ gì hết sao dioma nhớ lại ông thần này lúc đánh kiến cứ nhắm tịt mắt mũi chẳng thấy mặt trời đâu cậu liền hiểu ra nói lúc đánh tớ luôn tập trung nên chẳng sợ nữa với lại chỉ cần luyện tập đến nơi đến chốn và tích lũy kinh nghiệm thì sẽ ngày càng giỏi thôi. Mọi người cùng nhau cổ vũ quyết khiến cậu bớt lo lắng. Zioma ngày càng có thêm nhiều bạn mới. Điều này làm Kame vô cùng vui. Cậu lại tâm sự tuổi mới lớn cùng Elia. Kể chuyện mình có thêm bạn và gửi món quà tân gia cho Elia. Vào ngày cô lên đường đến học viện, cha mẹ cô bị dịn không nỡ rời xa cô. Nơi thành đô là nơi cạm bẫy răng đầy. Elia phải hết sức cảnh giác với bọn bắt quàng làm họ lợi dụng địa vị công tước của cô hòng đoạt lợi về mình. Elia đã đến học viện được một tháng những kiến thức được dạy ở nhà trường cô đã được học hết từ lâu rồi nên cô bé rất chán nản đã thế chẳng đứa nào ở lớp chơi thân với cô vì là con của bá tước cô lủi thủi đi đến chỗ quen thì có một bạn học chào cô người này là michel con gái lớn nhà bá tước iudan giao diện là trai nhưng hệ điều hành là gái nhé chính vì điều này mà cô hay được hội con gái trong trường ve vãn đủ kiểu michel lo lắng Elia xảy ra chuyện gì nên đi theo có chuyện gì đâu con gái nhà người ta chán học nên cần thanh tịnh xíu thôi. Michelle cũng thấy chương trình học quá chậm. Cô cũng thích cuốn vào chuyện cung đấu nên cũng ít bè bạn. Cô tìm hiểu kiến thức về vòng tròn ma thuật và tới đây để làm thí nghiệm. Michelle trộn mực cùng đá ma thuật thuộc tính lửa cùng nhau để vẽ vòng tròn. Cô truyền ma lực bắn tia lửa lên. Mia bi lấp ló đằng sau hét toáng lên. Cô lộ mặt và chuyển lời của Gioma đến Elia là cố lên. Chỉ một câu nói này thôi đã làm nhỏ Elia thấy vui sướng rồi cô cảm ơn và ngỏ lời muốn kết bạn với miabi vậy là elia lại có thêm một người bạn mới rồi họ cùng nhau thành lập nhóm thực tập nhưng vẫn còn chống hai sơ lốt nữa người đầu tiên họ để ý là ziela cô là con ông cháu cha gia tộc của cô đời nào cũng có kỵ sĩ ưu tú được trao tặng địa vị nam tước tuy có lòng tự trọng cao nhưng cô sẽ không vì địa vị mà nói ra những lời coi thường người khác michel mời cô gia nhập nhóm của họ cô lập tức đồng ý dù có rất nhiều nhóm rủ dê cô không muốn chung nhóm với bọn quý tộc thích make color. Người tiếp theo là Canan. Cô ấy giỏi đánh du kích và đặt bẫy, ngoài ra còn giỏi làm đồ thủ công. Canan khi nhận được lời mời vào hội nhóm thì bé khoai khoái. Nhưng ngay lập tức cô ỉu xìu vì xuất thân từ dòng họ thợ thủ công đạo cụ ma thuật nổi tiếng. Nhưng cô lại không thể tạo ra ma cụ nên Canan luôn cảm thấy mình thật kém cỏi. Căn bản ở nhà cô ai có dòng máu thuần khiết giống tổ tiên nhất mới có khả năng đó thôi. Còn những người không có dòng máu thuần như Canan sẽ cần một người có ma lực phù hợp trợ giúp mới có thể tạo ra đạo cụ ma thuật. Nhưng lại chẳng có thằng thượng đẳng nào muốn chơi chung với thường dân như Canan nên cho đến giờ cô vẫn chưa tìm được người phù hợp. Cô đã trở thành thành viên cuối cùng của nhóm Elia, chuyến dã ngoại đầu tiên được bắt đầu, các nhóm phải tự dựng lều và đốt củi để nấu thức ăn. Mấy đứa nhóc chỉ mới 12 tuổi lại còn ở trong gia đình giàu có nên có kẻ hầu người hạ làm gì biết đến việc khó nhọc này nên cô bé này yêu cầu nhóm khác phải dựng lều cho mình. Tất nhiên là bên kia không đồng ý rồi, các bạn trẻ bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi. Còn nhóm của Elia dựng lều và đốt củi rất thuận lợi, hôm sau chiếu lều chấp vá kia đổ sụp xuống làm cô bé kia bị thương. Nhỏ đổ lỗi cho người khác không dựng lều cho mình và định đánh người ta, còn nhỏ mà đã học đâu thói không ăn được thì đạp đổ rồi. May là Mia bi cản lại và cô giáo lên tiếng mới dẹp loạn bọn giặc con này được, Elia lấy sờ lam điều trị cho cô bé kia. Mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, sau đó mọi người giúp đỡ nhau làm việc, Elia giúp đỡ một cô bạn xách nước tối đến cô bé tặng hoa cho cô thay lời cảm ơn. Elia liền gửi thư kèm theo quà là trái cây cho Gioma. bọn nhóc giờ làm ăn chúng vô cùng vui vẻ. Nhân viên trong tiệm đang hăng hái cùng nhau lên kế hoạch trang trí cho cửa tiệm. Gánh hát xem roi cũng đang tích cực tập luyện để có được màn trình diễn tốt nhất trong lễ hội. Ông ựa gần đến gặp Gioma. ông đề nghị cậu nghỉ làm việc mấy ngày để nhận vụ ủy thác triệu đô không chỉ nhận được tiền cậu còn được đối đầu với con quái cậu muốn gặp nhất là chít. Zioma đồng ý chiến đấu luôn, hôm sau có rất nhiều người tham gia thu thập tư liệu sống của con chít, chả là thị trấn muốn xây dựng thêm khu du lịch để chấn hưng thị trấn. Mà người kiến trúc sư xây dựng khu đó cần gỗ từ con chít kia nên mới có việc làm số lượng lớn cho mọi người đây, chức vụ đội trưởng giao cho Asaji. Zioma là pháp sư ma thuật không gian và cậu cũng muốn tích lũy kinh nghiệm đánh quái nên cũng được triệu tập. Mọi người cùng nhau xuất phát, Asaji thông báo kế hoạch diệt quái. Tối nay họ tạm ngủ ở ngoài bãi săn, sáng mai sẽ bắt đầu săn lùng chít. Lê Pin lưu ý những đặc điểm của chít cho mọi người. Nó sẽ huy động cành để tấn công nên cẩn thận mất đầu như chơi. Điểm yếu của chúng là khuôn mặt chú hề này, chỉ cần bị đánh chúng là lên bảng đếm số ngay. Chúng có ma lực nên chỉ cần cảm nhận là phát hiện ra, Asaji bắt đầu phân việc cho mọi người, anh cùng Miya tiên phong đánh chít. Lepin và Zioma phụ trách vận chuyển con đã tẻo, ngoài ra men cũng phải bảo vệ lê pin nếu trận chiến diễn ra thuận lợi cậu có thể vào múc luôn con chít hội thám hiểm kéo nhau vào rừng mới đi được vài bước đã có một con chít xuất hiện hai chị em tộc hổ nhanh chóng hạ gục con quái đầu tiên dioma sai đội sờ lam cất gỗ vào vòng tròn không gian do lê pin dựng lên cuộc thu thập diễn ra rất thuận lợi nhoáng cái chỉ còn một con dioma lao lên kết liễu nó lê pin thấy rất lạ chít vốn thích trốn sâu trong rừng rất hiếm khi nào chúng chạy lông nhông ngoài đường thế này dioma cũng cảm nhận thấy khu rừng này có điều gì đó rất khác thường nhưng asaji hoàn toàn phớt lờ cảnh báo của lê pin mọi người đang cùng nhau ăn chưa thì có một con sờ lam bay xuất hiện lê pin dùng ma lực dịch chuyển không gian tóm được nó ông tặng nó cho dioma để cậu lập khế ước chiều đến mọi người quay lại khu rừng để chiến đấu nửa ra khu rừng này đã biến thành chít hết số lượng của chúng tăng đột biến khiến những chiến binh tiên phong đã bị thương dioma đành phải tham chiến cậu nhanh chóng diệt gọn bọn chúng càng tiến sâu thì số lượng của chúng sẽ càng nhiều lê pin phỏng đoán đang có một con chít cấp cao đang ở đây đội của họ càng đánh càng đuối sức Ma thay đổi chiến thuật trực tiếp biến sờ lam thành diều mà quăng trong nháy mắt cậu đã diệt sạch bọn chúng cuối cùng con bot đã lộ ra đây là một con chít kỳ cựu con này tuy có thể sử dụng ma lực nhưng di chuyển rất chậm nó bắt đầu phóng dễ tấn công mọi người Ma nhanh chóng trải nhựa đường để cầm chân nó mọi người thi nhau tấn công nhưng vô dụng vì ma thuật của nó có thể ăn mòn sắt Dioma lại biến sờ lam thành dìu và ném. Quả nhiên cách này hiệu quả vô cùng. Mấy con sờ lam này là sắt tinh khiết không thể bị mòn. Cậu lệnh cho sờ lam biến đổi thành chùy sắt. Chỉ cần hai cú đập con chít kỳ cựu đã trở thành bại tướng dưới tay cậu. Gốc nó bật ra một kho báu nào đó. Chính những viên đá ma thuật này đã cung cấp ma lực cho con quái đó. Cuộc chiến kết thúc mọi người quây quần bên nhau và chờ đợi lễ kỷ niệm đến. Dioma về đến thị trấn liền chạy về cửa tiệm để kiểm tra tiến độ làm việc của mọi người đến nơi cậu hoàn toàn bất ngờ vì mọi việc gần như đã hoàn thành. Tất cả là nhờ đội dựng dạp chuyên nghiệp của gánh hát xem roi, ngoài dựng sân khấu biểu diễn họ còn giúp cửa tiệm của cậu dựng quầy nữa. Kame thấy chủ quán về liền đề xuất bán đồ uống. Vì đồ an toàn là món độc lạ mà đồ uống có mỗi nước lọc thôi làm sao mà nuốt nổi, nên họ muốn đề xuất một thức uống mới lạ, che ma muốn thêm trà hoa đan te vào thực đơn. Nhưng mà ở đây chỉ có mình rio ma uống nên không thể chuẩn bị đủ số lượng trà được. Cậu nhìn vào Fina và làm ra món trà lúa mạch các ông đừng nhầm với sinh tố lúa mạch 45 độ, món này nấu từ lúa mạch đã rang qua, cực kỳ thích hợp uống vào ngày hè nóng nực, mọi người uống xong khen lấy khen để. Thức uống này lập tức được cho vào menu, sau nhiều ngày tất bật chuẩn bị sân khấu biểu diễn đã được hoàn thành, thấy Jioma sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi. Kame liền khuyên cậu tự thưởng cho bản thân một ngày, Jioma thấy hợp lý thì cũng đồng ý, hôm sau cậu chơi đùa cùng đám sờ lam của mình. Kỹ năng phân tách của sờ lam nay được cải thiện nên tăng số lượng rất nhanh, Thật ra tôi không biết con sờ lam này sinh ra để làm gì. Đột nhiên có một chú rồng đi qua trên lưng của nó là Piozo. Cậu tức tốc đuổi theo thì biết Piozo đến đây để giao hàng. Đơn hàng này toàn là đồ hiếm nên ông chú này rất tò mò khách của mình dùng nó để làm gì. Tiện thể ông cũng muốn tham gia lễ kỷ niệm nên bay đến đây. Asa di tiến đến. Thì ra anh chính là người đặt những kiện hàng này. Trong đây gồm có miso, nước tương và gạo. Đó chẳng phải những món đồ mà Zio cho anh sao. Cậu đúng là chiến thần chốt siêu. Marketing cái là có người chốt đơn ngay, Asaji và Miya muốn dựng sạp để bán hàng, chuyện rằng Miya lần trước ăn món tempura của Gioma, Ăn một lần là nhớ cả đời nên muốn tìm Gioma để nấu lại cho cô món đó, nhưng cậu quay quay cuồng cuồng cả ngày nào có thời gian nấu cho cô ăn. Nên cô đành phải tóm lấy Asaji bắt anh nấu tempura để cô nếm thử, anh nhớ lại hương vị ngày đó và biến tấu món ăn một chút, thay vì dùng cỏ dại anh dùng cải xanh để chiên lên asaji trông phèn phèn vậy thôi chứ anh nấu ăn cực kỳ ngon làm cô mèo khoái khoái chảy nước miếng và đề nghị bán món này trong lễ kỷ niệm thành ra anh phải đặt đơn hàng số lượng lớn cậu mang món ăn cho mọi người nếm thử cả piozo và zioma đều gật gù khen ngon anh dai asaji được một phen phòng mũi ngoài bán tempura ra thì anh cũng định bán cả súp miso và cơm trắng điều này có vẻ không khả thi lắm vì đồ ăn được bán ở hội trợ đa phần phải có thể vừa đi vừa ăn đây quả là bài toán khó giải nhưng chỉ một nốt nhạc Zio đã giải quyết được. Cậu đem cơm cuộn với tempu ra tạo thành món cơm nắm, vậy là khách hàng có thể vừa đi vừa ăn rồi. Xong việc hai người trở về nhà nghỉ ngơi, ở một không gian khác thần Kufo đang theo dõi cuộc sống của Zio bên cạnh cậu là Tekun và Finobelia. Họ rất kỳ vọng vào Zio nhờ cậu mà thế giới này đang trở nên tốt đẹp hơn, nhìn cậu hạnh phúc như thế làm chính những vị thần cũng vui mừng theo. Lễ kỷ niệm thành lập thị trấn bắt đầu, Zioma đi vòng quanh thị trấn để thăm hỏi tình hình của mọi người. Bờ Zenance đang diễn đề mô bài nhạc của mình để quảng bá sản phẩm hộp âm nhạc, một bài hát được cất giữ trong một chiếc hộp bé xíu khiến các cậu bé cô bé cảm thấy thích thú vô cùng. Có lẽ đây là lễ kỷ niệm đáng nhớ nhất của các bạn nhỏ. Sạp hàng của Zioma tấp nập người ra kẻ vào, cậu cũng lao vào phụ giúp mọi người. Cậu nhờ Đô ra quản lý việc xếp hàng tránh tình trạng chen lấn xô đẩy. Quán cậu buôn may bán đắt nên phải tiếp tế đồ liên tục mới một lúc đã hết sạch rau và trà khiến cậu phải xuống bếp để báo người làm thêm, khi ra ngoài Gioma mới chợt nhớ ra nhóm Bách làm việc cả ngày mà không được tận hưởng chút không khí lễ hội. Cậu liền nhờ ựa gần dẫn nhóm Bách đi tham quan lễ hội. Bách phản đối vì cậu muốn tiếp tục giúp đỡ mọi người đã. Đúng lúc này nhóm Kala đã về tiệm. Họ sẽ làm việc thay cho nhóm Bách. Trước khi về đây Kala đã giao chi nhánh thứ hai cho người làm thuê. Họ đã quen với công việc nên hoàn toàn có thể đảm đương việc ở đó. Cô muốn Gioma nghỉ ngơi và vui chơi tới bến nhưng cậu phải hoàn thành một việc nữa, đó là hoàn thành tác phẩm băng điêu khắc làm đạo cụ cho buổi biểu diễn của nhóm xem roi. Chưa kịp nghỉ ngơi thì ông xe giờ và chú Piozo tìm đến Gio Ma để bàn chuyện kinh doanh, trà lúa mạch bán ở quầy của cậu đang là sản phẩm hot. Hai ông liền muốn nhập lúa mạch ở quê nhà Fina mang về làm nước để bán, Gio Ma đem tin tốt này báo cho cô. Fina vô cùng vui mừng vì hạt mì làng ta đã được thoát ế, hơn nữa còn giúp cho người trong làng không phải đi làm ăn xa. Một mũi tên trúng hai con chim, cậu tìm đến sạp hàng của Mia và Asaji để thưởng thức cơm nắm tempura. Tôi nhìn mà thèm dò dãi. Đột nhiên họ chú ý đến một cậu bé có vẻ đã lạc mẹ. Cả ba người gặng hỏi và dỗ dành mãi mà không chịu nín. Nhưng cậu bé lại lao vào vòng tay của Zioma. Đây chẳng phải là hào quang nam chính sao. Đứa nhóc nào cũng yêu thương cậu hết. Tên của cậu bé này là Theo. Cậu từ vùng khác đến đây để tham dự lễ hội. Zioma nhớ lại từng cột mốc trên chặng đường vinh quang của mình. Từ lúc là một nhân viên quèn ở trái đất, sau đó ngủ một giấc rồi đi đến thẳng thiên đường, sau đó được tái sinh ở thế giới mới. May mắn gặp người nhà Jami đưa ra khỏi rừng và phiêu lưu khắp trốn, sau cùng là mở cửa tiệm giặt đầu tiên của mình. Kết thúc hồi tưởng Gio Ma đưa cậu bé đến đội cảnh vệ, mẹ cậu nhóc đã chờ sẵn ở đó và đón về, buổi biểu diễn được bắt đầu. Tiếng đàn kết hợp với bài múa kiếm tạo nên một tiết mục trình diễn vô cùng hoàn hảo. Sau buổi trình diễn, Gio Ma đích thân tự tay vào bếp để thiết đãi mọi người một bữa ăn thịnh soạn không thấy người của đoàn biểu diễn đâu cậu đi gọi họ về ăn cơm thấy họ đang quấn mấy tấm vải cây tính hiếu kỳ của dioma nổi lên thì ra họ đang quấn vải lên tượng thần gió ngài là hiện thân cho sự giải trí và giao lưu nên được rất nhiều nghệ nhân lưu động sùng bái khi có một kỷ niệm đáng nhớ các diễn viên sẽ đi mua vải để quấn lên tượng hành động này nhằm thể hiện sự biết ơn thần gió đã mang duyên tốt đến bên họ đây là lần cuối họ được biểu diễn ở đây nên muốn dioma múa kiếm cùng mình cậu hoàn thành buổi biểu diễn của mình dưới hàng vạn sự cổ vũ của mọi người cậu tìm gặp ông xe giờ đặt làm hai hộp nhạc để gửi cho bé lo ly của mình ngày mới lại đến cậu tiếp tục bắt đầu một ngày làm việc thật chăm chỉ phần 2 của anime tới đây là hết rồi đừng quên like đăng ký và để lại bình luận của bạn để ủng hộ kênh cũng như giúp chúng mình cải thiện nội dung hơn nữa nhé